Hello các bác và anh em nhé. Thông báo các bác thì hôm nay bên em vừa mới về được một ít loa full 25, có cả loại 40, 40 thì ít thôi, 40 chỉ có một cặp thôi. Ở đây 25 thì bên em về được hai loại, gồm có DMX modem của dòng này là VX10 và JBL các bác nhé, JBL KP6010. Các bác thường thấy trên thị trường thì JBL KP6012, tức là cái loại 30 thì rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái loại mà bát 25 như thế này thì trên thị trường thì cũng không có nhiều lắm. Cái mẫu của JBL họ thiết kế thùng vách rất là đẹp, các bác nhìn này. Thùng này là thùng cân anh em nhé, thùng cân, lỗ thông hơi đằng sau, sơn sần, cái nước sơn của nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thùng cân. Còn em DMX này thì lại thùng thùng vát, hay gọi là thùng nhọn đít. Đây, con này nó có cả ti để treo loa ở phía trên này. Cái này như là đúng ra là nó còn có cả một cái ấy nữa, nó có cả cái gông để người ta vặn vào đây và bắt vào tường để xoay các phía được đây, treo đứng và dùng cái gông này. Nếu không thì chúng ta sẽ dùng cái ti thẳng từ trên mái nhà xuống chọc vào đây. Loa này thì bên em về vẫn trong tình trạng là hàng được bao zin, bao xịn các bác nhá, bao đẹp nữa. Bên em thì thường là làm hàng tuyển, ít khi làm hàng cắt bao, nên là tất cả hàng về này như là luôn luôn trong tình trạng là zin xịn và khá là đẹp. Hàng bãi mà các bác nhìn ngay từ cái e căng mút đằng trước cũng không có cái nào bị rách cả. Đấy. Ở đây là bọn em đã có sự lựa chọn. Cái này đáng nhẽ là nó có nhiều hơn, nhưng mà do một vài đôi nó có hiện tượng là bát lai các bác nhé, bát lai và e căng nó bị rách. Đấy, bên em đã không tuyển. Ở đây thì bên em thường là chỉ tuyển hàng zin xịn thôi. Hai cái dòng này thì chất âm khẳng định anh em là chất âm nó rất là tuyệt vời. Đấy. Mẫu mã đẹp đúng không ạ? Chất âm thì hay. Dòng DMX này thì công suất của nó là 200W, trở kháng 8 ohm. Đấy. Giải tần hoạt động 60 đến 20kHz. Còn cái thằng này thì nó không ghi cụ thể. Thằng này thì công suất cũng không ghi mà độ nhạy cũng không ghi, nhưng mà công suất của con này thì sẽ lớn hơn con DMX này. Công suất của dòng JBL này thì nó sẽ là khoảng tầm 300W. Đấy. Tuy nhiên là vẫn trở kháng 8 ohm rồi. Độ nhạy của con này cũng sẽ cao hơn. Đấy, lý do tại sao mà nó hơn con DMX là vì giá thành nó hơn. Đấy. Giá thành nó đắt hơn và nó được sử dụng bát neo, chép neo các bác nhé. Đây các bác này. Dòng bát neo, chép neo thì lời của nó sẽ rất sáng. Rất sáng các bác nhé. Bát của dòng này có tiếng đánh sâu và khá là mềm tiếng. Đấy, lời chắc tiếng sang. Đấy, em vừa em mới thử, đang thử cái con loa JBL đấy. Tí nữa thì Doãn Hưng sẽ mở lớn lên cho các bác anh em cảm nhận về chất âm của cái dòng loa này. Đấy. Đây là dòng bát neo, chép neo. Đấy, các bác lưu ý nhé. Thường thường thì Doãn Hưng hay bán dòng chép neo bát thường, nhưng mà ở đây là bát neo và chép neo. Đấy, thùng cân rất đẹp đúng không ạ? Phân tần của dòng này thì không quá gấu, nhưng mà hàng chất lượng. Phân tần họ thiết kế là hai cuộn cảm vuông, hai con trở sứ và hai con tụ. Hàng nhìn khá là chất lượng đúng không ạ? Những cái dòng neo thì anh em nhìn đấy, bát chép trông nó bình thường thôi, không có gì là gấu khủng. Đấy, nhưng mà chất âm của nó thì rất là sáng, mạnh. Đấy. Trên từ chép này cũng đều được khắc chữ JBL. Trông rất là sáng đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là củ bát này anh em nhìn rất là chắc chắn, độ chắc chắn cao đúng không ạ? Anh em nhìn cái xương của nó, họ làm thiết kế kiểu xương càng cua, xương kép, xương nhôm nhá. Xương này thì nó sẽ rất là bền này, chắc chắn này, chịu lực chịu đòn tốt. Mọi thứ chúng ta nhìn rất là xịn sò đúng không ạ? Ngay từ những cái chấu loa,
họ thiết kế dạng chấu được bằng đồng này. Đấy. Cái dầu loa được bọc các cái đầu dầu rất là chắc chắn. Đấy. Loại này là côn của nó là côn 65 các bác nhá, 65-67 gì đấy. Đấy. Côn thì khá là to, giải nhện cũng khá là rộng. Nhện màu màu vàng. Gân của loa này là gân lụa tẩm dầu, gân ba sóng, gân ba thép, màng khá là xịn, từ những cái phơ họ làm rất là chắc chắn đúng không ạ. Cái loa nhìn độ chi tiết, độ đẹp rất là cao. Còn dòng DMX này thì họ thiết kế là bát thường và chép thường các nhá. Cái loại bát thường, từ thường thì bao giờ chúng ta nhìn nó trông thì nó cũng khá là khủng đúng không ạ. Loại này từ của nó tầm 15.5. Đấy, côn thì côn này thì côn tầm 61-63 thôi, côn 63 thôi các anh em ạ. Nói chung là cái dòng full 2 năm côn thì thường nó từ 57 cho đến 67 đúng không ạ. Con này thì nó chỉ nhỏ hơn con JBL kia một chút thôi. Mọi thứ nhìn cũng rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Gần hai sóng này, màng khá là sâu, màng cực sâu, mọi thứ thì nhìn rất là xịn sò, chất lượng. Hai củ chép của dòng này thì dùng củ chép rất là nổi tiếng của hãng Bayma đây. Củ chép này được sử dụng củ chép thương hiệu của Tây Ban Nha các bác nhá, hãng chép Bayma. Nói về cái dòng chép này thì cũng không còn xa lạ với anh em đúng không ạ. Nó chép này nó sử dụng ở trong các cái dòng loa có thương hiệu nổi tiếng như là đặc biệt là Audi Center, hay một số các cái dòng loa mà hôm trước Doãn Hưng bán nó cũng sử dụng cái củ chép này. Bayma nó là thương hiệu của Tây Ban Nha, ở đây họ ghi là Made in Spain. Đấy. Và thường là các cái dòng loa thương hiệu của Tây Ban Nha thì họ sử dụng củ chép như thế này, full 2 năm mà củ chép rất là khủng. Con này thì nó khủng như là củ chép của full 30. Và đặc biệt là phân tần anh em, phân tần rất khủng, rất gấu. Phân tần thiết kế một gian chở, một gian tụ và tới 3 cuộn cảm to. Mọi thứ thông số rất là đầy đủ. Bông tiêu âm của dòng này là tiêu âm chăn chiên, tiêu âm nỉ nhá. Dây làm khá là dài và chắc chắn. Và giá thành của hai dòng này thì chênh lệch nhau nó có thể lên tới tiền triệu các bác nhé. Con DMX Bass 25 VK10 giá của nó chỉ trên 5 triệu thôi. Trên 5 triệu. Còn con JBL Bass Neo Chép Neo này giá của nó cũng chỉ có trên 6 triệu thôi các bác nhé, trên 6 triệu. Và giá cả thì Doãn Hưng sẽ mời anh em tối nay các bác vào kênh Doãn Hưng. Tối nay em sẽ live stream trực tiếp để giới thiệu chi tiết về mấy cái dòng loa hôm nay về. Ngoài ra thì bên em cũng về được một cặp loa DK Bass 40 các bác nhá. Tối hôm qua trong live stream Doãn Hưng cũng đã bật mí với anh em hôm nay sẽ có cái dòng DK Bass 40 đây. Con này thì trông thì rất là ấn tượng đúng không ạ? Từ của dòng này thì từ của nó chắc là tầm khoảng 19 đúng không ạ? Côn 76. Từ bát là từ 19 côn 76 này. Nhìn rất là xịn sò, chất lượng. Con này em biết là nó sản xuất tầm 2011 12 gì đây. Đấy, cục chóp của dòng này thì rất là khủng đúng không ạ? Từ này là từ 17.5 rồi. Đấy, côn 75. Đều bát chép nhập của England các bác nhá. Nói DK là thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc. Bát chép hàng nhập Made in England. Phân tần của dòng này thì nhìn anh em nhìn rất là gấu, khủng và chất lượng. Phân tần này là dạng phân tần sẽ là 2 tầng các bác nhá. 2 tầng. 2 tầng. Ở đây anh em nhìn cái phần chở tất cả là đều có chữ DK audio. Đấy, và chở ở đây là chở nhôm. Đấy, chở nhôm mạ đồng các bác nhé. Chỉ
nhìn phân tần thì chúng ta thấy được là độ ấn tượng cao. Do cái củ chắp nó khổng cho nên là nó có cái bệ đỡ cái củ chắp ở bên dưới. Thùng gỗ ván ép. Đấy, sơn sần. Đấy, màu đen đồng bộ. Dòng này công suất của nó thì 500W đó nha, 500W. Em chỉ giới thiệu qua vậy thôi. Tối nay thì trong livestream Doãn Hưng sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Bây giờ thì Doãn Hưng sẽ mời anh em nghe qua về phần chất âm của cái loa này nhá. Doãn Hưng sẽ alo qua tiếng mic nhé. Lập 6 7 8 9 2 6 7. Với cái dòng bát neo chép neo này thì lời rất là sắc nét, sắc sáng. Đấy, và khỏe trong, rất là trong tiếng các bác nhá. Lập 1 2 6 7. Tiếng rất là bay mượt. Thôi. Chào các bác nha, hẹn lại anh em ở buổi livestream tối nay. Doãn Hưng sẽ giới thiệu nó chi tiết tỉ mỉ hơn, và giá thì tối nay Doãn Hưng sẽ báo giá cụ thể các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu chúng ta đặt hàng ngay thì hãy liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại này. Đấy. Thôi, các bác xem video các bác nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh để luôn nhận được các thông báo tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nay.